Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Công lý chiếu rọi, con trai của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bị kết án. DNC đầu tư 2 triệu đô để thắng các cuộc tranh cử ít quan trọng hơn tại 11 tiểu bang. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6, con trai ông Joe Biden đã bị kết tội với mọi cáo buộc trong phiên tòa xét xử về súng, trở thành người con trai đầu tiên của một đương kim tổng thống phải đối mặt với phiên tòa liên bang và bị kết án. Phiên tòa xét xử xoay quanh một khẩu súng lục ổ quay Colt Cobra mà ông Biden đã mua từ một cửa hàng súng vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Trong thời gian mà các công tố viên nói rằng ông đang chìm trong chứng nghiện ma túy đá, Giới chức cáo buộc ông Biden đã khai mang với cửa hàng bán súng được liên bang cấp phép bằng cách kê khai bất hợp pháp trong đơn mua súng rằng ông không phải là người sử dụng ma túy vào thời điểm mua súng, và sau đó sở hữu súng trái phép trong 11 ngày. Bồi thẩm đoàn đã nghị án trong một tiếng vào cuối buổi chiều hôm ngày 10 tháng 6 trước khi tiếp tục vào sáng hôm sau. Tổng cộng họ đã dành 3 tiếng để nghị án về vụ việc này. Bản kết tội được đưa ra sau phiên tòa kéo dài một tuần với lời khai từ người vợ cũ Kathleen Blue của ông Biden, bạn gái cũ Joe Keston, chị dâu và là người tình của Hillary Biden, con gái Naomi Biden, nhân chứng chuyên gia, người chủ cửa hàng súng và nhân viên bán súng cho ông Biden cùng với người tìm thấy khẩu súng trong thùng rác. Bên công tố lập luận rằng, lời khai từ những người tình cũ của Hunter Biden cùng với tin nhắn và đoạn trích hồi ký đã chứng minh rằng Hunter biết rõ mình đang nghiện ma túy vào tháng 10 năm 2018 khi mua khẩu súng này. Ngược lại, bên biện hộ cho rằng vì Hunter Biden không coi mình là một người nghiện khi mua súng, nên ông không cố ý khai mang trong đường mua súng khi đánh dấu vào ô không khi được hỏi liệu ông có phải là người nghiện ma túy hay không. Thưa quý vị, trong phần tranh luận kết thúc hôm ngày 10 tháng 6, công tố viên Leo Weiss tập trung vào những lời tự thừa nhận nghiện ma túy trong hồi ký của Hunter và các tin nhắn mà ông gửi vào khoảng thời gian mua súng. Trong đó, ông nói với bà Harley Biden rằng ông hoặc đang chờ một người buôn ma túy hoặc đang hút cocaine. Ông Weiss nói rằng ông ấy biết mình đang sử dụng ma túy, đó là những gì bằng chứng cho thấy và ông ấy biết mình nghiện ma túy đó là những gì bằng chứng cho thấy. Mặc dù bên biện hộ thừa nhận việc ông Biden sử dụng ma túy, nhưng họ đã tìm cách vẽ ra bức tranh về một người đang gặp khó khăn nhưng lại vượt qua thời kỳ đen tối, bắt đầu sau khi anh trai bio qua đời vì bệnh ung thư não vào năm 2015. Bên biện hộ lập luận rằng, ông Biden đã nhận được điều trị cai nghiện trong những tháng trước khi mua súng và nêu ra hàng trăm ngàn đô la tiền mặt được rút trong năm 2018 như là bằng chứng. Tuy nhiên, bên công tố cho biết có bản kê khai chi tiết ngân hàng cho các khoản thanh toán phục hồi và các khoản thanh toán này được trả bằng thẻ chứ không phải bằng tiền mặt. Bên công tố cáo buộc Hunter rút tiền mặt để mua ma túy chứ không phải cho các chương trình cai nghiện. Bên biện hộ cũng lập luận rằng không có ai trực tiếp chứng kiến Hunter sử dụng ma túy trong khoảng thời gian mua súng. Kể cả 11 ngày ông sở hữu khẩu súng trước khi bà Harley Biden tìm thấy khẩu súng này trong xe tải của ông và ném vào thùng rác công cộng. Tuy nhiên, bên công tố cho rằng có bằng chứng cho thấy ông Hunter sử dụng ma túy ngay sau khi mua súng. Họ cho thấy những tin nhắn mà ông được cho là đã gửi cho bà Harley Biden chỉ vài ngày sau khi mua súng. Thưa quý vị, trong một tin nhắn, ông đề cập đến việc đang đợi một người buôn ma túy tên là Moki. Và trong một tin nhắn ngày hôm sau, Hunter nói rằng ông đang hút ma túy đá trên nóc xe hơi trong khi nhiều người trong gia đình ông Biden, bao gồm đệ nhất phu nhân Joe Biden và chú của ông, ông James Biden, có mặt tại tòa án trong suốt phiên tòa để thể hiện sự ủng hộ. Các công tố viên yêu cầu các bồi thẩm viên tập trung vào bằng chứng trực tiếp trong vụ án chứ không phải là sự ủng hộ của gia đình. Ông Weiss nói với các bồi thẩm viên rằng, chỉ vào các thành viên của gia đình ông Biden, những người ngồi trong phòng xử án không phải là bằng chứng. Hunter đã không làm chứng trong suốt phiên tòa và ông Lowell đã yêu cầu thẩm phán chỉ thị cho bồi thẩm đoàn không có thái độ chống lại thân chủ của ông vì đã chọn không làm chứng. Thưa quý vị, trong một tuyên bố sau phán quyết kết tội, ông Lowell cho biết họ tôn trọng thủ tục của bồi thẩm đoàn nhưng sẽ mạnh mẽ theo đuổi tất cả các thách thức pháp lý có sẵn để bảo vệ ông Hunter. Phiên tòa diễn ra khi chỉ cách 5 tháng nữa là đến cuộc bầu cử năm 2024, khi cha của Hunter phải đối mặt với cuộc tái đấu với cựu tổng thống Donald Trump. Đây cũng không phải là phiên tòa hình sự cuối cùng dành cho Hunter trong năm nay. Ông ta sẽ phải đối mặt với ngày ra tòa vào tháng 9 ở California về các cáo buộc trốn thuế và phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm với bản án liên quan đến súng liên bang của mình, mặc dù những người phạm tội lần đầu thường nhận mức án thấp hơn tối đa. Thẩm phán chưa ấn định ngày tuyên án, nhưng ngày tuyên án thường diễn ra trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết án. Chậm nhất thì ngày tuyên án chỉ cách một tháng nữa là đến cuộc bầu cử vào tháng 11. DNC đầu tư 2 triệu đô để thắng các cuộc tranh cử ít quan trọng hơn tại 11 tiểu bang. Thưa quý vị, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ DNC đã công bố khoản tài trợ mới trị giá gần 2 triệu đô cho các đảng cấp tiểu bang ở 11 tiểu bang, không phải là chiến địa, để thúc đẩy các cuộc tranh cử ít quan trọng hơn và tài trợ cho các hoạt động tổ chức và ghi danh cử tri quan trọng cho cả trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11 lẫn trong nhiều năm tới. Trong thông báo hôm ngày 10 tháng 6, DNC cho biết, nỗ lực này là một phần trong cam kết liên tục của họ với các đảng cấp tiểu bang. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng dân chủ đã tăng thêm 25% trong khoản đầu tư hàng năm của mình vào các đảng cấp tiểu bang với tổng tiền tài trợ cho chu kỳ bầu cử này hiện lên tới hơn 20 triệu đô. Khoản tài trợ mới trị giá 2 triệu đô sẽ được sử dụng cho các sáng kiến như là tăng cường tổ chức cấp cơ sở và củng cố cơ sở hạ tầng dữ liệu để gia tăng số lượng cử tri đi bỏ phiếu. DNC hy vọng rằng các khoản đầu tư này sẽ giúp đảng giữ được những chiếc ghế dễ bị lật đổ và thách thức những chiếc ghế hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ. Tại Indiana và Kansas, nơi DNC đã đầu tư khoảng 500.000 đô la cho mỗi chu kỳ này, họ cho biết chỉ còn cách biệt vài ghế nữa là có thể phá vỡ thế đại đa số của đảng Cộng hòa. Chủ tịch DNC Jamie Harrison nói trong một tuyên bố, ở bất cứ nơi đâu mà những người ủng hộ đảng Dân Chủ tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 này, từ Hội đồng Nhà trường đến Tòa Bạch Ốc, chúng tôi đang chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi hiện đang đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng và giành chiến thắng lớn cho các vị trí quan trọng lẫn ít quan trọng hơn trên lá phiếu, vì chúng tôi biết nguy cơ là rất cao. Một phần trong khoản chi tiêu mới của DNC sẽ hướng tới các cuộc tranh cử liên bang ở những tiểu bang màu xanh truyền thống. Một phần tiền trong khoản chi tiêu này sẽ được dùng để thách thức các thành trì của Đảng Cộng hòa như Indiana. Thưa quý vị, ở Colorado, nơi có nhiều thanh niên đang đến tuổi bầu cử, DNC sẽ đầu tư khoản tiền sáu con số vào các chương trình tổ chức trong khuôn viên trường trên toàn tiểu bang này. Tổng cộng, đảng Dân Chủ đã đầu tư hơn 470.000 đô la vào Colorado trong chu kỳ hiện nay. Vì DNC cho biết họ hy vọng những nỗ lực này sẽ củng cố vị thế của đảng ở tiểu bang này trong nhiều năm tới. Tại Indiana, DNC đang thực hiện khoản đầu tư trị giá 5 con số để hỗ trợ dữ liệu của đảng và tổ chức cơ sở hạ tầng, để nỗ lực giữ vững 3 ghế của các nhà lập pháp đương nhiệm tại tiểu bang và nhắm tới 5 ghế của đảng Cộng Hòa. Việc giành được 4 ghế cho phép đảng Dân Chủ phá vỡ thế đại đa số của đảng Cộng hòa lần đầu tiên sau 12 năm. DNC cho biết trong một tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng, tính đến nay, họ đã chi hơn 535.000 đô la ở Indiana trong chu kỳ này. Đảng Dân Chủ cũng đang cố gắng phá vỡ thế đại đa số trong cơ quan lập pháp của đảng Cộng hòa tại Castle, nơi mà DNC cho biết chỉ cần một ghế nữa ở cả hai viện là có thể làm được điều đó tại Kansas, DNC đang chi thêm 55.000 đô, nâng tổng số tiền trong chu kỳ này lên tới 467.000 đô la. Tại Maryland, DNC sẽ đầu tư 250.000 đô la để giúp tài trợ cho một đội ngũ nhân viên chiến dịch phối hợp và nhà tổ chức vận động tranh cử cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Angela Root, người đang cạnh tranh trong cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ. Cho đến nay, thì DNC đã chi hơn 608.000 đô la cho chu kỳ bầu cử này tại Maryland. Tại Mexico, DNC đang chi hơn 70.000 đô la để tổ chức nhân sự cho cuộc tái đấu của dân biểu Gab Vasquez với ứng cử viên đảng Cộng hòa Ivesti Harrell ở địa hạt bầu cử quốc hội số 2. DNC đang đẩy mạnh các nỗ lực ở Utah bằng cách đầu tư 45.000 đô la. Nebraska sẽ có 40.000 đô la để tài trợ cho các nhà tổ chức ở nông thôn, trong khi các khoản đầu tư 6 con số ở Washington và South Dakota sẽ được cung cấp để thuê các nhà tổ chức địa phương và bản địa. Minnesota cũng sẽ chứng kiến khoản đóng góp hơn 6 con số cho việc thu thập dữ liệu cũng như cho việc liên lạc và tổ chức những người sống trong các căn hộ ở Minneapolis, thành phố có một trong những tỷ lệ thuê căn hộ cao nhất cả nước. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, thông báo về khoản tài trợ mới trị giá 2 triệu đô là kết quả của được ghi quỹ trị giá 224 triệu đô của DNC từ cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 cho đến hết tháng 4. Chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã gây quỹ được khoảng 195 triệu đô trong cùng khoảng thời gian đó. Ngược lại thì theo dữ liệu của FEC RNC đã gây quỹ được 162 triệu đô trong cùng thời kỳ, trong khi chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã gây quỹ được 124 triệu đô la. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch